hẳn thôi. Cả nước thẳng thắn KGB. Cái gỗ này chú không xài không? Nó có xài, có cái này không xài. Cái này quăng đây đi. Để góc qua đi. Đó. Rồi bây giờ anh em mình nhổ neo thôi. Anh em xem mà giữa biển mênh mông. Cái này là như thử thách 24 giờ trên biển luôn. À, giờ nhổ neo lên nè. Đó, cái neo luôn đó các bạn ơi. Đó. Cái này là đi vợ lú nè. Vợ lú đặt lú ở gần bờ biển. Anh em mình hôm nay thì Long sẽ quay cho mọi người một cái trải nghiệm, rất là thú vị luôn, là cùng đi với bạn Gí. Đây. Đây Gí là một người chuyên về đặt lú nè. Đó, đặt lú rồi sắp tới mình sẽ quay về đi bắt gắn nè. Rồi đi bắt chuột. Bắt chuột gọi là không phải bắt chuột gọi là gì ta? Đi săn. Đi săn đi sâu ha. Đi sôi, sôi chuột. Sôi chuột, sôi ếch đâu đó mọi người. À, mọi người yêu mến. Yêu mến Long thì cũng như yêu mến bạn Rí ha. Mọi người ủng hộ anh em mình bằng cách là chia sẻ, like cũng như đăng ký kênh nha, để ủng hộ hai anh em mình. Để nay mình sắp tới sẽ cho ra mắt thật nhiều những video về cái trải nghiệm theo kiểu săn bắt hái lượm như thế này nha. Hành trình luôn, anh em mình sẽ làm một cái hành trình luôn. Đó, hiện tại bây giờ thì vào đúng 3 giờ rưỡi sáng, anh em mình ăn sáng xong hết rồi. Rồi ăn sáng rồi đó, rồi xong rồi cuốn cái liều lại nè, cái liều đầu hôm mình có gắn lên nè, giờ cuốn nè, đó cuốn xong hết rồi, bây giờ cái đèn mình đeo đầu luôn, mình đội đầu luôn mọi người. Rồi bây giờ thì chuẩn bị hành trình, bạn Rí đang chuẩn bị rổ nè, rồi thao thùng thao này kia để chuẩn bị giờ lú nè, mong là sáng ông ở đây thôi, mong là sáng nay. À, ông ngồi giữa hả? Lát nó ngồi đây. Rồi rồi. Tôi chạy lên đầu lú rồi. Vậy thì tôi nhảy nó tôi ngồi luôn nha. Rồi, giờ mình nhảy nó mình ngồi. Mong rằng sáng nay con Gí sẽ vỡ lú thật nhiều cá ha. Cá tôm rất là nhiều. Rất nhiều những cái rồi, ok. Đấy. Rồi, mình đã ra trước mình ngồi đó mọi người. À, mình đang bật cái chế độ của cái đèn pin ha. Giờ bạn Rí sẽ chạy cái vỏ vào trong gần bờ ha, vô đầu lú á, vỏ lú lên. Đây là một cái hành trình trải nghiệm rất là thú vị ha, thú vị của mình cũng như của tất cả mọi người đang xem cái video này ha, để cùng theo dõi, cùng biết được cái cách mà một người ngư dân đặt lú gần bờ như thế nào ha. Hôm qua thì mình bắt đầu xuất phát vào lúc là 5 giờ rưỡi chiều, rồi mình hai anh em ra ngoài đây ha. Ra ngoài đây thì mình ngủ lại một đêm ở đây để sáng sớm cỡ 2-3 giờ sáng nè, giờ này là 3 giờ 3 rưỡi nè, để thức dậy để đi vỡ lú buổi sáng sớm. Cái này là một hành trình nói chung là không phải là cá nó nhảy kìa, ô mới đơn giản á mọi người. Nói chung là phải hiểu nghề cũng như là phải rất là cực á, chứ không đơn giản đâu.
cực á. Ngày nào cũng có cái cực riêng của nó mà mọi người. Mỗi nghề có một cái thú vị của nó, cũng có cái cực của nó nhưng mà cũng có một cái thú vị của nó. Đó, bây giờ hiện tại thì sẽ quan sát xem là rí đang chạy tới chỗ cái đầu lú ha. Bây giờ lú dài vô. À, nước cạn rồi ha, nhìn thấy cái ấy nữa kìa. Xa quá rồi nè. Nước cạn nhìn thấy cái mí của cái ghẻ bằng đó, nó nổi lên nhiều lắm luôn. Tại thì cái đèn này của mình này thì cái máy quay mình không quay xa được. Đó, gần bờ ở đây. Đồng nghề sẵn sàng. Cái này là cái bờ kè của người ta hả? Đó là cờ đó hả? Đó gọi là cờ đó sao? Đây nha mọi người, hiện tại đây nè. Ừ, cái đèn vàng kiểu như nó sáng hơn ta. Đèn vàng nhìn nó khi ông gọn nước á, cái nó dội lên trên á, trong cái máy quay sáng trưng luôn á trời. Ừ. Nhưng mà giờ vẫn là led đúng không? Ừ. Led mà led vàng. Led vàng thấy ổn hơn ạ. Rồi giờ bạn ghi đang từ từ tấp vô để dỡ cái đầu lú từ từ ha. Cái này là chỗ như cái chỗ cái bãi của người ta cắm cọc không mọi người. Để người ta giữ đất á. Để đây đi. Đó, bỏ đó hơi nước đó nha. Bỏ vô cái gỗ rừng. Rồi. Cái nào cần không cứ lấy đi. Đây tôi ngồi đây. Rồi, hiện tại thì bây giờ đây là cái đầu lú đầu tiên đúng không? Đầu lú đầu tiên. Ừ. Đây cái cờ đó, đây là cái cờ của bạn Gí nè. Sẽ mở từ từ nha. Wow. Tép. Ừ, thấy nhảy rồi đó, thấy nhảy rồi. Ồ, êm. Ngon lành. Thấy con tép nhảy sực 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 rồi đó. Đây, đây tép với cái gì mà nó sáng sáng ta? Cái nối. Nối với cái mớm con. Ừ. Đây, đây cá đối. Với tép này là tép biển nhưng mà ồ con mắt nó sáng kìa. Đó ao luôn. Nhầm nước không? Không đâu. Cứ làm bình thường. Tại vì tôi né. Đây là thùng đá hả? Cho lên trên. Ừ, cho lên trên. Ừ, cá đối với tép. Rồi xong một vỏ lú rồi đó. Cá đối với tép. Bóng dừa nữa kìa. Ừ. Đó có bóng dừa đó. Ờ rồi thôi. Hai con này đấy nè. Đó bóng đất. Bóng đất bóng dừa. Đây là cá nước mặn hết cho mọi người. Hiện tại thì nên mình đang ở mé biển rồi cá đối nữa ở đó với tép. Ôi mắt tép nó sáng ngược ha, là tép biển nha mọi người.
xù này nhiều nè, quả tép ha. Rồi trà đổi, trà đổi và tép rất là nhiều luôn. Này có khi nào à ông vợ lú là dính con tép cỡ bằng hai ba ngón tay không? Vậy là cái này là tép cỡ này là to đúng không? Cái này là to đó. Ừ. Có con vừa bằng tay cái, gần là vừa cái cũng có. Ừ. To nữa thì không có. Đây là đang gần bờ luôn nè, mọi người xem cái gần. Xem. Đây, còn tép nữa rồi. Tép cỡ này. Đó, tép biển nè. Tôm bầu. Tôm bầu với còn ít. Như con tôm này nó còn bự nữa hả? Không, nó bự lớn này hết hả? Nó gần giống như tôm cạn nhưng mà nó tên là tên con tôm đúng không? Tôm nhưng mà nó view đây là nó hết hết cỡ rồi, nó cũng như anh em nhìn mắt. Mọi người nhìn mắt nó sáng nè, bà con cô bác ha, xem cái. Đó, con mắt nó sáng, nó đỏ ao lên, nó hồng nè, màu hồng lên nè. Đấy, con tôm này nó cỡ này nó hết. Cái này là nó ù quá tôm. Bắt mấy anh này ra ngoài đi. Để con tôm nó đâm đó. Đâm nó nhảy rồi nó văng á. Cái con tôm này cái thịt nó ăn nó khác tôm mình không ta? Nó con này nó cái đầu trên này gạch dữ lắm nè. Nó ngọt lắm. Con tôm này thường người ta có, tôi thấy như mấy chỗ người ta bán bình thường thì đâu có bán tôm này ha. Chỉ là bán tôm thẻ, tôm mấy tôm thẻ không à, tôm thẻ bán ngoài kia rồi. Đang đi theo chợ á. Ừ. Chợ mới có tôm này. Bây giờ đang dọn ra gác với cá bỏ gần bên cho nó nhảy. Cá này để vô má ơi luôn. Ừ, đâm. Kìa, đó. Ở chút xíu chứ đâm là cái khóc luôn. Cái ngạnh của ảnh đâm dữ lắm à. Không nổi đâu. Gấp ra bỏ luôn cá nhỏ. Anh em xem ha, mọi người xem ha, chủ yếu là tép. Tép với tôm. Tôm là nhiều. Này ngoài tép, ngoài tôm đó với cá đối thì có gì khác không? Có cái nào có cá gì khác không? Cua. À, cua biển ha. Thôi. Không sợ gì, sợ mấy anh ông thôi. Lưỡi lũi vô ổ đó. Ừ. Lại ta luôn. Đó ao ha. Tôm nữa. Sắc méo đó là nằm trên sắc méo mấy cái lỗ nữa. Thấy gỗ hốt được không? Được. Mà nó lẹ lắm. Nó động cái là nó chạy ra gì đúng không? Nó kìa, nó nằm trên cây. Ôi sao nhìn thấy hay ta, tôi còn chưa. Cái đây gì vậy? Gì ta? Ừ, mắt nó cực đỏ lên là ảnh đây nè, nè ha. Đây nè nè. Đây đây là những cái lú nha mọi người. Đây là cái 10 cái 12 cửa ngục gì đó, người ta có cái đặt ngoài đây không ta? Hay là này nó 12 cửa ngục đó hả? Là nó có 12 cái tầng đó hay sao? 12 cái hôm. 12 à 12 cái hôm. Bên 12 cái hôm. À đây. Vậy là còn kéo nữa hay là sao?
có chỗ gọi là hai cái ngục, ở đây mình kêu là lú ha. Cái này đặt ngoài biển cũng được mà đặt trong sông cũng được. Rồi, dướng trước đây rồi, giờ mình mở ra thôi. Nhắc lại ta dụng lui lại, đẩy lui lại cái rồi để tới. Cái này sao nó vô đây ta? Sống ngoài sống quá nó vô đây nó nằm hả? Ừ, nó trốn á. Với lại nó lò trong mé mà. Ừ. Rồi, ra. Tiếp tục. Rồi, để ra trong kéo. Để cái dầm này. Đi, đi rồi, nó lũi cho tôi chọt ra. Nó cho vô trong lòng. Rồi, tiếp tục. Ô, cá. Cá nè mọi người. Cá đói. Tiếp tục là cá đói. Cái này bầu nhiều. Ít có tôm bạc. Ừ. Tôm bạc thì nó tiền, nó có tiền hơn bầu. À. Con này cái tôm gì nè, nè. Nó bầu đó. Bạc à, bạc à. Ừ, đó thấy con bạc rồi đó. Rồi mấy anh bạc này ảnh dễ chết quá ha. Ừ, nó lên xíu nó chết. Ừ. Nằm chung nó chết queo. Về này mình coi có phải lựa ra không? Lựa phân loại ra ha. Ừ. Có con cá gì dẹp kìa. Con cá này á. Ờ. Con móng. Không phải này nè, cá này nè. Đây này nè. Này nè, đây đây. Nè. Ờ. Này cá bóng máy. Ba bóng đất. Bóng đất hả? Rồi, tiếp tục dở tiếp theo. Đây mọi người. Đó. Dở dưới nước. À vậy là ông đặt cứ nối tiếp dài dài thôi không? Có đói kìa. Đói nó bự đó. Cái nói chung là không có cái nghề nào mà khỏe mà cũng không có nghề nào sung sướng hết ha. Làm cái gì cũng phải có tiền, cũng phải cực. Coi tôm kìa. Thấy không? Quay thấy không? Không, quay không thấy được đâu. Quay nó mờ lắm. Phải coi chuẩn bị tới lấy cái đèn kia. Rồi còng kìa. Ôi nó leo tới trên cây luôn kìa, trên đầu luôn kìa. Kìa, kìa, quậy quá quậy rồi. Cái này 4 năm con cua biển con nè. À, cua nè, có cua luôn nè. Biển nhỏ. Ừ. Con này đây, con cua nè mọi người. Đây cua nè, đó. Cua hay kẹp tôi thôi, kẹp con cá nhát. Ừ, kẹp quăng, dục ánh ngoài đi. Để trong đó đưa tay gờ vô, nó chích một phát. Lớn rồi gần me tới luôn. Ừ. Đây, con cua nè. Cua nhỏ. Hỏi liền. Cắn gì nè, nó không thả không. Ra nó không gãy càng. Ừ. Không để nguyên càng thả ra xíu vậy à. Ừ. Cua lúc này cua tháng này cua nó bự. Cua con.
Ủa ngoài kia cá hay gì ta? Cá nhảy hay gì ta? Lúc bốn ngoài kia ngoài á. Kìa. À? Bây giờ. Trời ơi đụng vô anh nè, mọi người xem nè, con còng nè. Nó bò tới trên cây luôn nè. Đụng vô hết hồn á. Nè, con cái luôn nè. Còng này nhỏ, còng này nó vậy là hết cỡ đó hả? Rồi ni ba lớn thì đâu có ăn gì được đúng không? Không mình bắt về mình gam này kia đó, tôi thấy người ta còn bắt mấy con nhỏ nhỏ gì ta gam này kia mà đúng không? Mình không ăn thì mình không bắt thôi chứ. Kìa tôm kìa, cứ mắc ảnh rồi đỏ ao kìa. Đây cái đó giờ mình gấp ra, gấp ăn cái đó này ra. Đó, thấy cá lục bộp rồi đó.